Lễ Thanh Minh năm 2018 đang đến gần. Đây là một phong tục đẹp, là dịp để mỗi người sửa sang chăm sóc mộ phần, tưởng nhớ về tổ tiên nguồn cội. Thời điểm này, Công ty Cổ phần Phục vụ Mai Táng Hải Phòng đang tích cực ra quân chỉnh trang khuôn viên cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm cho lễ Thanh Minh diễn ra an toàn, tiết kiệm. Năm nào cũng vậy, công tác phục vụ lễ Thanh Minh là một trong những nhiệm vụ lớn nhất trong năm của Công ty Cổ phần Phục vụ Mai Táng Hải Phòng. Tại các nghĩa trang Ninh Hải, Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Phi Liệt, trong những ngày này, công ty đã huy động toàn thể cán bộ công nhân viên tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên, trồng hoa cây cảnh, thu gom rác thải, lau dọn sạch sẽ các mộ phần, bố trí cán bộ nhân viên thường trực đón tiếp, hướng dẫn nhân dân tìm mộ và liên hệ giải quyết các yêu cầu liên quan đến công tác quản lý, chăm sóc, tu sửa mộ. Công ty đã có phương án bố trí lực lượng bảo vệ, nhắc nhở thân nhân các gia đình đến thăm viếng mộ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đốt hóa vàng mã đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung. Trong các ngày Thanh Minh, công ty tổ chức phương tiện xe ô tô phục vụ đưa đón nhân dân đi thăm viếng mộ tại nghĩa trang Phi Liệt, mỗi ngày 2 lượt xe, sáng và chiều, bố trí trông xe đạp, xe máy miễn phí tại địa điểm đón trả khách. Năm nay thì với cái tiêu chí là hướng đến cái nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân và hướng đến cái sự hài lòng của nhân dân ở mức cao nhất, thì công ty cũng đưa ra cái chủ trương là sẽ chủ động cái lực lượng phục vụ của các đơn vị trực thuộc đáp ứng cái nhu cầu chăm sóc mộ cho nhân dân và không để cho những cái trường hợp mà dừng hẳn cái việc, để cho những cái trường hợp mà người dân từ bên ngoài vào nhận đảm nhiệm các dịch vụ và thu tiền, tự thu tiền của nhân dân và gây ra những cái bức xúc đối với nhân dân trong quá trình thăm viếng mộ. Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm, không để diễn ra tình trạng tụ tập ăn uống, chơi bài bạc, yêu cầu người dân không tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan trong nghĩa trang, hạn chế việc đốt vàng mã gây lãng phí.